Hôm nọ bác sĩ Hoa có xem một cái video ở Nhật ấy, là bây giờ có cái trào lưu là vợ chồng không ngủ cùng với nhau nữa. Đất nước Nhật là một trong những đất nước tiên tiến nhất, nhưng mà ở Nhật cũng sẽ là cái nơi mà nó có rất là nhiều những cái rối loạn về cảm xúc, có những cái bệnh về tâm lý nhiều nhất. Và ở Nhật bây giờ có cái quan điểm là vợ chồng vẫn sống chung trong gia đình đấy, vẫn cùng nuôi dạy con cái, nhưng mà càng ngày người ta sẽ càng thích ngủ riêng hơn để có những cái không gian riêng tư hơn. Nhưng mà với cá nhân bác sĩ Hoa thì bác sĩ Hoa không đồng ý với cái này lắm ấy. Tại vì là khi mà ngủ riêng như thế thì cái sự gắn kết đối với vợ và chồng nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Và theo về sinh lý học người ta cũng nói rồi, khi mà càng skin keep nhiều, có nghĩa là càng càng động chạm nhiều, càng có những cái da kề da, thì nó sẽ còn tăng cường những cái hormone là gắn kết giữa hai người. Thì cái buổi tối như thế, kể cả mọi người có không làm gì nhá, hoàn toàn trong sáng nhá, như hai vợ chồng ôm nhau ngủ, nắm tay nhau, cùng trò chuyện với nhau, thì nó có sự gắn kết, thì đấy nó mới là cái gia đình. Nhưng mà còn bây giờ nếu như mà vợ chồng mà không ngủ cùng chung với nhau nữa, người nào biết việc người đấy vẫn có cái không gian riêng, thì nó không có cái sự liên kết, nó giống như hai người ở cùng trọ một cái ngôi nhà thôi, việc ai người làm thì lấy đâu ra cái sự hạnh phúc ở trong gia đấy nữa. Nên nhiều khi không phải là càng những cái đất nước văn minh thì mình học theo là được đâu, có những cái hay thì mình học, có những cái gì đấy mà mình thấy nó không đúng thì mình cũng không cần phải học như thế. Hay là cái quan điểm mà việc mà đẻ con ra, một cái là để cho con nằm nằm riêng ngay một cái phòng khác ấy, xong rồi gắn những cái thiết bị điện tử này, đo nhịp tim này, đo nhiệt độ ánh sáng ấy, thì cái này là quan điểm của từng người. Nhưng với cái bác sĩ Hoa thì bác sĩ Hoa thấy rằng là mình sinh ra, cái bản năng của người mẹ của mình là mình đẻ con ra, mình muốn ôm ấp nó vào lòng. Và cái cảm giác vào buổi tối khi em bé nó ngủ say rồi, hai vợ chồng ngủ, ngồi ngắm nhìn em bé nằm, kết tinh của tình yêu của mình, nó là một cái cảm giác không gì có thể thay thế được. Em bé nó lớn rất là nhanh, nó chỉ có thể đâu một tuổi 2 tuổi để có thể cùng ở với mẹ thôi, cùng ở với bố thôi, thì nó không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình quá nhiều. Nó vẫn có cái không gian riêng cho bố mẹ mà. Và cái lúc đấy cái cảm giác ôm con, được ôm con ngủ, được trò chuyện cùng con, được chơi đùa với con trong cái khoảng thời gian đầu đời đấy, nó gắn kết tình cảm gia đình, nó gắn kết giữa cả vợ và chồng, và nó làm cho cái gắn kết của cái lúc đấy, cái từ gia đình nó mới thực sự được định nghĩa rõ ràng trong tâm trí của cả người chồng và người vợ. Cái gia đình nó không phải là cái chữ ghi gia đình, mà nó là cái cảm giác gắn kết nó không thể nào diễn tả được, trừ khi là mọi người sẽ phải trải qua cái giai đoạn đấy. Thì ở đây thì chúng ta ai cũng làm cha làm mẹ rồi, cái cảm giác đấy không có gì để có thể đánh đổi được cả. Nên là có giận nhau đến đâu thì giận, chúng ta cũng nên phải ngồi lại với nhau và có một cái luật, đấy là giận nhau đến đâu thì giận, cứ phải nằm ở trong cái giường đấy, kể cả anh một hướng em một hướng cũng được, nhưng mà phải nằm ở trong cái giường đấy. Và cãi nhau to đến đâu thì đi to, không được phép đi ra khỏi nhà. Chứ còn cái việc mà đi ra khỏi nhà lúc đấy nó rất là dễ làm bùng nổ cái sự tức giận. Cái người đàn ông họ có một cái xu hướng là càng cãi nhau thì họ sẽ muốn trốn tránh, họ không muốn đối mặt với cái người phụ nữ đang nổi đóa lên, giống như một cái con sư tử đấy, nó gầm rú, nó cào, nó cấu mình và làm cho mình tổn thương. Người đàn ông ấy họ có một cái tương tâm, thế là trong những cái lúc đấy họ phải chạy trốn đi để bảo toàn tính mạng an toàn nhất. Nhưng vô tình nó kích động hơn vào cái con sư tử Hà Đông đấy, bởi vì nếu các anh còn ở trong nhà, mặc dù các anh còn được nghe những cái lời ca thán rồi những cái gầm rú, nhưng cái gầm rú đấy nó thoát ra được ra bên ngoài thì nó sẽ có thể giải phóng. Chứ còn nếu như các lúc đấy mà các anh chạy ra ngoài để các anh cảm thấy được yên thân, thì cái nỗi bùng bùng nó giống như cái ngọn lửa âm ỉ trong lòng của người phụ nữ nó bùng nổ lên, và khi đấy thì các anh sẽ còn phải chịu thiệt thòi hơn rất là nhiều. Nên là đừng có dại gì mà ngủ riêng xong rồi lại còn không không ngủ chung với vợ rồi đi ra khỏi nhà nhá. Cái đấy là một cái sẽ nhanh làm cho cái hôn nhân mà tan vỡ nhất đấy. Kiểu gì thì kiểu hai vợ chồng đã là vợ chồng, đã là xây một quan hệ hôn nhân rồi thì chúng ta nên ngủ chung, từ xưa đến nay nó là vẫn thế rồi, mình không nên chống lại cái nhịp sinh học như thế.